Thưa quý vị, hàng ngàn mét vuông nhà xưởng và một số lượng lớn linh kiện, ước tính trị giá hàng tỷ đồng, đã bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Suzuki, nằm ở đường số 2, khu công nghiệp Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11 tháng 1 năm 2017. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, lửa bất ngờ bốc cháy tại một góc kho chứa linh kiện. Sau đó, lửa nhanh chóng lan rộng ra, kèm theo cột khói cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã điều động gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 23 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Thông tin chi tiết mời quý vị tìm đọc trên báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn.